Đầu tiên là mình cũng rất là lâu rồi mình mới trở lại cái sân thi đấu này, bởi vì là nhớ không nhầm thì 2019 bây giờ là rơi khoảng 5 năm thì được trở về cái nơi mà mình đã từng thi đấu ấy. Và hôm nay mình thi đấu cùng anh em, đã tất cả anh em đã nỗ lực và bản thân mình cũng may mắn là được anh em hỗ trợ ghi được một bàn thì rất là vui, bởi vì là ngoài bàn thắng ra thì đây cũng là cái chiến thắng mà lần đầu tiên mình trở về với cả câu lạc bộ, thì thực sự là rất là cảm xúc rất là đặc biệt. Phản công dành cho đội chủ nhà, tốc độ của Trần Đức Nam, bên trong có Thái Bá Đạt và Xuân Nam. Một pha phản công thần tốc và đạt hiệu quả tối đa. Xuân Nam là người đã giúp cho PVF CND nâng tỷ số lên thành 2-1. Tất nhiên rồi, mình quay trở lại đội với cái mục tiêu duy nhất là cùng với cả đội sẽ cố gắng cùng với cả tất cả đội tập thể phấn đấu là để cùng với đội lên được V-League 1. Đấy là cái mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu của cá nhân thì tất nhiên là mình là tiền đạo thì luôn luôn là đặt những mục tiêu là ghi thật nhiều bàn thắng. Thực ra thì với một cầu thủ chuyên nghiệp thì mình nghĩ là cái việc thích nghi với cả câu lạc bộ mới cũng như là cái lối chơi mới thì nó cũng là điều bình thường thôi. Mình cũng đã theo dõi cách của huấn luyện viên trưởng làm thì mình cảm thấy là mình phù hợp với cả cái lối chơi này. Thì đấy thì cũng chia sẻ lúc đầu rồi thì ở đây mình cũng coi là ngôi nhà thứ hai của mình, bởi vì thứ nhất là mình cũng có rất nhiều kỷ niệm ở đây, thứ hai nữa là được thi đấu với cả cái môi trường mình phải chia sẻ là rất là tốt, bởi vì mọi người ở đây rất là đoàn kết và ở đây ở câu lạc bộ này thì mọi người đều đặt cái tập thể lên hàng đầu, nên là mình rất thích cái cách làm việc như vậy.